chào đón quý vị khán giả đang đến với vòng đặc biệt của chương trình Chọn Đâu Cho Đúng. Vòng này có tên là Được Hay Mất. Các em bây giờ mình đã được 15 triệu đồng rồi. Yeah. Nhưng mà giờ mình có thể mình được thêm một cái két sắt 50 triệu đồng nữa. Với điều kiện các em trong 90 giây trả lời đúng được 5 câu hỏi của chương trình. Và trong 5 câu này sẽ có 2 câu mà đáp án là những con số. Và ở đây Kim Anh là đội trưởng cho nên anh sẽ nghe cái đáp án từ em. Còn nếu như câu nào khó quá thì em cứ nói cho qua. Và còn thời gian mình sẽ quay lại với câu trước đó nha. Yeah, mời hai chị em vào vị trí. Em cùng cố gắng để vượt qua được thử thách này, mang về cho đội mình két sắt 50 triệu đồng. Câu hỏi đầu tiên: đảo Hải Tặc là địa danh nằm ở tỉnh thành nào của nước ta? Bắt đầu. Cà Mau. Sai. Tiền Giang. Sai. Phú Quốc. Phú Quốc. Sai. Miền Tây. Bến Tre. Sai. Vĩnh Long. Sai. An Giang. Sai. Đồng Tháp. Sai. Cái gì quên rồi. Ngừng. Bỏ qua. Bỏ qua. Ngừng. Giờ chúng ta qua câu số 2. Đây là câu hỏi, đáp án là một con số. Đỉnh Everest cao khoảng bao nhiêu mét so với mực nước biển? 5.000. Lên. 6.000. Lên. 7.000. Lên. 9.000. Xuống. 8.000. Lên. 8.500. Lên. 8.200. Lên. 8.700. Lên. 8.800. Lên. 8.900. 8.900. Xuống. 8.950. Xuống. 8.850. 8.850. Xuống. 8.8. Khó quá vậy. Qua. Thôi ngưng. Trời ơi. 8.850. 8.830. 40.30. 8.830. 8.830. 8.8. Trời ơi, uống quá, còn có 49.000 à. Trời ơi, nó gần đúng rồi đó. À, tiếp tục đúng không? Tiếp đi. Không, bây giờ mình qua câu khác, lát mình quay lại. Rồi mình nhớ nha, 8.8. Nhớ con số đó nha. 8.830 em sẽ chơi đó. Danh y Hải Thượng Lãng Ông đã ví loài cây nào là nhân sâm của người Việt? Bắt đầu. Củ cải trắng. Sai. Nhân sâm của người Việt. Cái đinh lăng. Chính xác. Rồi. Cái này em không biết luôn. Không biết được cây. Cái này là em biết hay là mình đoán Kim Anh? Dạ đoán. Đoán hả? Tại vì nó rất, Việt Nam mình rất là nhiều cây mà có thể làm được thuốc. Và cũng có nhiều cây như củ cải, cũng có nhiều người đúng rồi làm thuốc được. Cho nên là rất là khó. Nhưng cuối cùng đã đoán được, đó là cây đinh lăng. Tiếp. Câu này cũng là một câu mà đáp án là con số. Hồ Thủy Điện Trị An, sông Đồng Nai có diện tích bao nhiêu km vuông? Bắt đầu. 700. Xuống. 5. Không. Nhanh lên, nhanh lên. 500. Xuống. 400. Xuống. 300. Lên. 350. Xuống. 301, 302, 303. Từ từ đi lại. 323. Chính xác. Giờ phải liệt kê số vậy đó. Vậy đi. Liệt kê số luôn đi. Thì phải liệt kê số vậy mới đúng chứ. Đúng rồi. Mới tìm được con số đó. Đúng rồi. Nhưng mà phải chậm chậm chút xíu nên còn xác nhận đúng hay sai. Dạ. Tiếp nha. Chúng ta còn 24 giây. Động vật nào biết dùng gỗ, bùn đất và đá để đắp đập? Bắt đầu. Hải linh. Hải linh. Sai. Hải sâm. Sai. Hải cẩu. Sai. Hải. Rái cá. Rái cá. Sai. Còn gì? Bỏ qua. Bỏ qua. Quay lại câu 1 đây. Nãy là các em kể ra rất nhiều những cái tỉnh ở phía Nam rồi đúng không? Câu 1 là miền Nam. Tỉnh miền Tây á. À, tỉnh miền Tây. Đảo Hải Tặc là địa danh nằm ở tỉnh thành nào nước ta? Bắt đầu. Kiên Giang. Kiên Giang. Chính xác. Trời ơi. Sau rất nhiều những tỉnh thành đã được liệt kê ra thì lần quay trở lại này nó phát là trúng phốc luôn. Dạ. Yeah. Là bởi vì thật ra cũng không còn nhiều tỉnh để kể. Hồi nãy kể hết trơn rồi. Nãy kể gần hết rồi. Yeah. Kiên Giang nha. Đảo Hải Tặc là địa danh nằm ở Kiên Giang. Rồi giờ nè, tới cái vụ con số hồi nãy nè. Chuẩn bị. Đỉnh Everest cao khoảng bao nhiêu mét so với mực nước biển? 8.200. Lên. 8.300. Lên. 8.400. Lên. 8.500. Lên. 8.600. Lên. 8.700. Lên. 8.800. Lên. 8.830. Hết giờ. Hồi nãy đã nói con số gần đó là 8.850 rồi. Sao kéo xuống còn 8.200 chi vậy? Con số chính xác của ta là 8.848. Nhật Kim Anh đã nói được tới con số là 8.850. Phải chi mà xuống từ từ 50, xuống 49, xuống 48 là vô rồi. Rất là tiếc. Còn cái đáp án động vật nào biết dùng gỗ, bùn đất và đá để đắp đập thì nãy các bạn kể ra gì? Có con hải linh trong đó. Chưa nghe có con hải linh bao giờ. Rồi có con rết cá trong đó, có con hải cẩu, hải sâm gì đó. Đáp án của chúng ta là con hải ly. Hải ly chứ mà hải linh.
Như vậy là các bạn đã trả lời đúng được 3 câu, còn 2 câu thì không vượt qua, cho nên là cái két sắt 50 triệu đồng vẫn để lại với chương trình. Và tuần sau mong rằng chiếc két sắt này sẽ tìm được chủ nhân mới của nó nha. Thưa quý vị, đến đây chương trình Chọn Đâu Cho Đúng xin được phép kết thúc. Chương trình do Đài Truyền Việt Nam thực hiện, phát sóng hàng tuần lúc 20:30 thứ hai trên kênh VTV3. Đại Nghĩa xin chào và hẹn gặp lại tuần sau.